tin tức của bản tin. Hồng Loan và Hồng Ni lần đầu tiết lộ một di nguyện của cố nghệ sĩ tại bệnh viện. Kim Nga là người chứng kiến nhưng đã cố tình không biết. Thời gian qua, câu chuyện di chúc miệng và di nguyện của cố nghệ sĩ đã được phía Phượng Rùi liên tục tung ra. Nào là cho nhà Phượng Rùi, mua xe cho Phượng Rùi, nào là cho tiền Phượng Rùi làm vốn mần ăn. Rồi Phượng Rùi tung ra tràn lan chi địa trên mạng xã hội, nhưng chẳng ai tin. Khán giả không tin là một chuyện, ở đây luật pháp cũng không công nhận luôn. Cay lắm đúng không Phượng Rùi? Cay quá nên mới có câu hát tiếng que nức nở buồn hơn tiếng lòng đúng không? Chuyện như thế này thì Phượng Rùi cứ đam mê diễn dông với cái khối tài sản của người khác. Cha của ai thì người đó được hưởng chứ. Phượng Rùi di nguyện với di chúc miệng của Phượng Rùi, nói thì ai tin, nhưng dám chắc di nguyện sau đây khán giả sẽ tin, vì đây là do chính chủ kể lại. Thưa quý vị, mới đây bản tin vừa tìm được một đoạn trò chuyện của Hồng Loan và Hồng Ni có chia sẻ lại một vài câu chuyện đã xảy ra tại bệnh viện vào thời gian những ngày cuối đời của cố nghệ sĩ, trong đó tiết lộ hai vấn đề. Một vấn đề là di nguyện của ông. Mời các bạn cùng nghe chúng tôi lượt trích lại như sau. Di nguyện của cố nghệ sĩ thứ nhất, đó là cố nghệ sĩ bị cô Sáu Hồng Nhung lừa ký giấy sửa nhà, mà trong cái tờ ký đó ông không đọc, ai ngờ đó lại là giấy bán nhà. Thứ hai, cố nghệ sĩ không cho Hồng Loan bán nhà và đất vì cố nghệ sĩ biết cô Sáu Hồng Nhung đòi bán hoài. Cố nghệ sĩ vì bệnh nói Hồng Loan không nghe rõ, Hồng Loan phải hỏi lại Kim Nga thì chính miệng Kim Nga nói lại cho Hồng Loan rõ là không được bán đất vì Kim Nga là người hiểu cậu Năm nhất. Rõ ràng cố nghệ sĩ không hề cho bán nhà, đây là vấn đề xưa giờ chúng ta đã biết và hẳn bà Sáu cũng biết, nhưng biết là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Câu chuyện bà Sáu đã lừa cố nghệ sĩ ký giấy bán nhà của anh mình là anh Tư, cha của Thành Mỹ. Thành Mỹ là một minh chứng, nhà từ đường không cần nói thì cũng phải tự hiểu là không được bán. Anh Tư mất thì vẫn còn anh Năm. Anh Năm sống sờ sờ như vậy mà bà Sáu vẫn còn dám làm những chuyện như thế, thì khi anh Năm mất lúc đấy làm sao mà lường trước được các hành vi thối tha của bà ta, nên cố nghệ sĩ phải cố dặn dò Hồng Loan phải giữ cho được căn nhà và dặn dò đừng bán đất. Cố nghệ sĩ ngầm báo cho Hồng Loan hãy cẩn thận, bà Sáu bầu người có con thú đỏ đen trong người nên bà ta sẽ làm bất chấp mọi thứ. Là nghệ sĩ em của một ông làm cải lương thời còn đi hát, lương bổng các chơi cũng không phải là ít, nhưng giờ 60 tuổi đầu không có nổi một căn nhà thì cũng đủ hiểu. Nghe lời cha Hồng Loan đã nhanh chóng chuyển quyền sở hữu, Hồng Loan đã nhờ văn phòng công chứng xác nhận hồ sơ cho mình để tránh tình huống bà Sáu làm càn. Đối với vấn đề lô đất ở Thủ Đức đã căn dặn không cho Hồng Loan bán để có thể vì sợ bà Sáu sẽ kiếm chuyện cướp tiền của con gái mình. Nhưng sau này vì bà Sáu và Phượng Rùi cứ cố chấp không chịu cho Hồng Loan quyền sở hữu tài sản của cha mình để lại, cứ đòi đồng sở hữu, nên Hồng Loan đành phải chia sẻ một phần tài sản cho bà. Ngồi ngoài nên Hồng Loan từng nói rằng khi nào bán được đất sẽ chia đều cho mọi người mua nhà và cho mẹ con họ. Nhưng cũng có thể là vì mẹ con bà Sáu Bào và Phượng Rùi đã sử dụng đoạn video cố nghệ sĩ từng nói cái câu tương tự để làm khó Hồng Loan. Bởi thời điểm trước khi chị Ni xuất hiện thì Hồng Loan thân cô thấy cô phải một mình chống đỡ mọi sự chèn ép từ phía mẹ con Phượng Rùi. Rất có thể Hồng Loan nghĩ rằng video đó có tính pháp lý nên đã bị mẹ con Phượng Rùi hù dọa. Hồng Loan sợ bị đi tù nên phải làm theo. May mắn là mảnh đất đó tới thời điểm hiện tại vẫn không bán được nên còn giữ được cho đến tận bây giờ. Và giờ Phượng Rùi nghe vậy có ngộ ra một điều gì không? Đó là cái di nguyện Phượng Rùi nhờ mẹ mình mang vào đơn kiện tranh chấp có nói tới việc cậu bán được đất, cậu sẽ mua xe ô tô cho, cậu sẽ cho thêm tiền làm vốn gì đó, thấy xào lơ cho Phượng Rùi. Cậu nói vui vẻ trong buổi nhậu vậy thôi mà con nhỏ, cháu gái nó tham quá, nó tưởng thiệt, buồn thiệt chứ, đất thì đất có bán được đâu. Giờ đòi thì đòi ai bây giờ, muốn đòi thì lên cơ quan chức năng mà đòi. Qua cái di nguyện của cố nghệ sĩ thì cũng có thể thấy rằng đã nhìn thấu được bộ mặt của hai mẹ con các người từ lâu rồi. Hãy nhớ tới câu chuyện cậu không cho vào hộ khẩu, dù đã ở tận 2 năm trong ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm thì cũng đủ hiểu vấn đề nằm ở đâu. Số tiền cậu từng bỏ ra để lo nợ nần cho mẹ con của Phượng Rùi và số tiền cậu đã bỏ ra làm live show cho Phượng Rùi, đó là phần thưởng thay thế YouTube. Sau này rồi đó, tham ăn cách mấy khi bao tử căn tròn cũng dừng lại. Còn đằng này bao tử không đái, ăn hoài không biết no sao, tham quá nó nổ bao tử chết đó nha.
giờ ra tòa đóng cái hỏng, lên đòi 3 tỷ, thẩm phán cho một bữa là ngã ngựa liền.